Hút mỡ bụng là một thủ thuật phổ biến nhằm loại bỏ mỡ và làm gọn những vùng có vấn đề trên cơ thể. Trên thực tế, mỡ bụng được tích trữ trong thời gian dài, chúng có dạng đặc nằm dưới lớp niêm mạc da. Theo thạc sĩ bác sĩ Bùi Tuấn Anh, khoa thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc cho biết, phương pháp hút mỡ bụng sẽ loại bỏ phần lớn các tế bào mỡ trong cơ thể. Tuy nhiên, lượng mỡ trong cơ thể sẽ không được loại bỏ hoàn toàn mà cần được giữ lại một phần để giúp cân bằng cơ thể. Vậy nên, sau khi hút mỡ, mọi người vẫn bị béo trở lại bình thường. Còn những cái câu hỏi là sau khi hút mỡ xong đúng không? Thì cái mỡ nó quay trở lại không? Thì chúng ta lại phải hiểu là tại sao mà nguyên nhân gây ra mỡ, tức là gì? Tức là sau khi mình ăn, tức là nó là cái, nếu mà chúng ta tìm hiểu thêm nữa, tức là cái lượng mình ăn vào thì nó phải ít hơn là cái lượng mình tiêu thụ, thì nó mới giảm đi cái quá trình mình hấp thụ mỡ. Cái hút mỡ nó sẽ làm nhanh, đó là mình đưa cái mỡ ra ngoài cơ thể cái nhanh chóng, an toàn. Thì chúng ta phải hiểu, nếu giả sử mà chúng ta không thay đổi các cách sinh hoạt đấy, ví dụ như là ăn uống cách lành mạnh này, mình ăn quá nhiều lượng calo chẳng hạn thế, nhưng mà chúng ta lười hoạt động, thì cái mỡ đấy nó chính là cái tác nhân, nó sẽ quay trở lại với chúng ta. Cũng theo thạc sĩ bác sĩ Bùi Tuấn Anh, nhiều người sau khi hút mỡ có thể lấy lại được vóc dáng thon gọn nên chủ quan, không duy trì chế độ ăn uống hợp lý, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là hiệu quả giảm mỡ. Để hạn chế tình trạng này, mọi người cần có cho mình chế độ ăn uống và vận động hợp lý để không bị béo phì sau khi hút mỡ và duy trì được vóc dáng như mong muốn. Đặc biệt sau khi hút mỡ mà không chấp hành chế độ ăn uống hợp lý thì cơ thể rất dễ quay về trạng thái ban đầu, thậm chí còn tích lũy mỡ nhanh và nhiều hơn so với trước khi hút mỡ. Và chúng ta phải thăm sóc, theo dõi và tư vấn, đặc biệt là các bạn mà cái thể trạng mà các bạn rất là dễ béo thì chúng ta cũng nên có một cái chế độ ăn, chế độ sinh hoạt, hoặc là mình có một cái chế độ tập luyện để mình luôn luôn giữ cái vóc dáng đẹp các bạn nhé. Cũng theo bác sĩ, việc vận động hợp lý sau khi giảm mỡ là điều cần thiết để duy trì được thân hình cân đối. Lười vận động, không chịu tập luyện rất dễ bị tích trữ mỡ trở lại, bởi hàng ngày mình vẫn đang nạp vào một lượng calo nhất định cho cơ thể. Vận động sẽ giúp lượng calo chuyển hóa đốt cháy thành năng lượng, như vậy khả năng tái béo sẽ không diễn ra.